Đây là chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV cùng Lưu Mỹ Linh và Lương Minh Châu. Và hôm nay là thứ hai, ngày 9 tháng 10 năm 2023. Sau đây là những bản tin đáng chú ý trong ngày. Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi. Và kính thưa quý vị, mở đầu là phần tin thế giới. Israel tuyên bố phong tỏa toàn bộ dải Gaza, cắt hết điện, nước, thực phẩm. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 9 tháng 10 tuyên bố quân đội Israel phong tỏa hoàn toàn dải Gaza, cắt hết điện, nước, thực phẩm trong diễn biến mới nhất liên quan tới cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Ông Gallant mô tả động thái này là một phần trong cuộc chiến chống lại quái thú. Chúng tôi sẽ bao vây Gaza hoàn toàn, không điện, không nước, không gas, tất cả đóng hết. Cùng ngày, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel, ông Daniel Hagari cho biết quân đội Israel đã giành quyền kiểm soát tất cả thị trấn giáp dải Gaza. Ông cho biết 15 trong số 24 thị trấn đã được di tản và các lực lượng đặc biệt sẽ tiếp tục hoạt động. Theo ông Hagari, trong những ngày tới, Israel sẽ điều xe tăng, trực thăng chiến đấu và máy bay không người lái tới các khu vực trên để theo sát tình hình. Israel đã điều động 100.000 quân đến dải Gaza để tiến hành chiến dịch truy quét và bao vây, đồng thời huy động 300.000 lính dự bị trong vòng 48 tiếng đồng hồ, mức cao chưa từng có. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ Shajetet 13 thuộc biên chế hải quân Israel đã bắt giữ phó chỉ huy quân khu phía nam của lực lượng hải quân Hamas Muhammad Abu Ghali. Hai sĩ quan cấp cao nhất của hai đơn vị tinh nhuệ Israel đã thiệt mạng khi đụng độ Hamas là đại tá Jonathan Steinberg, chỉ huy lữ đoàn số 933 Nahal, và đại tá Roy Levy, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm hiệp đồng số 888, còn gọi là đơn vị bóng ma. Đây là cuộc xung đột đẫm máu nhất giữa Hamas và Israel trong vòng 50 năm trở lại đây. Theo dữ liệu cập nhật, số người thiệt mạng do xung đột đã lên đến 1.200 người, trong đó hơn 700 người ở phía Israel và hơn 500 người ở phía Palestine. Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc bất đồng liên quan đến chiến sự giữa Hamas và Israel. Bên cạnh đó, Qatar nỗ lực để thúc đẩy trao đổi tù nhân. Giữa Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc đã đưa ra những quan điểm trái ngược nhau và không thể đưa ra được tuyên bố chung khi mà 15 thành viên của Hội đồng Bảo an họp khẩn về chiến sự giữa Do Thái và Hamas. Trong cuộc họp kín, Hoa Kỳ kêu gọi các bên lên án mạnh mẽ cuộc tấn công đẫm máu của tổ chức Hamas nhắm vào Do Thái. Một số quốc gia lên án Hamas nhưng không phải là tất cả. Đó là lời của Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, ông Robert Wood đã nói với báo giới sau cuộc họp. Trong khi đó, Nga và một số nước khác đã không đồng ý với quan điểm này của phía Mỹ. Họ cho rằng tuyên bố chung cần phải bao quát hơn thay vì là chỉ tập trung vào chỉ trích Hamas. Thông điệp của Nga đó là ngừng bắn để đàm phán. Còn đại sứ Trung Quốc là Trương Quân cho biết Bắc Kinh ủng hộ ra tuyên bố chung, nói rằng Hội đồng Bảo an không lên tiếng gì về vấn đề này là một điều bất thường. Trước đó, ông Trương cam kết là Trung Quốc sẽ ủng hộ về việc lên án mọi hành động tấn công nhắm vào thường dân. Trong một diễn biến khác có liên quan, Tân Hoa Xã đã dẫn một nguồn tin từ phong trào Hồi giáo Hamas cho biết, với sự ủng hộ từ phía Hoa Kỳ, thì Qatar đang nỗ lực để làm trung gian, thúc đẩy một thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Hamas và Do Thái, trả tự do cho những phụ nữ Do Thái bị Hamas bắt giữ, để đổi lại tự do cho những tù nhân nữ người Palestine bị giam giữ ở tại các nhà tù ở Do Thái. Theo nguồn tin, phong trào Hamas thông báo với Qatar rằng họ sẽ đồng ý với thỏa thuận trao đổi tù nhân nếu toàn bộ 36 nữ tù nhân người Palestine ở tại Do Thái được thả. Liên minh của Thủ tướng Đức hứng thất bại bầu cử bất ngờ. Các đảng trong Liên minh Trung tả của Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa hứng thất bại bất ngờ trước phe đối lập trong cuộc bầu cử ở hai tiểu bang then chốt Bavaria và Hesse. Cuộc bầu cử cơ quan lập pháp địa phương đã chứng kiến đảng cực hữu, sự thay thế cho nước Đức AfD trỗi dậy từ các thành trì phía đông để đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay tại một tiểu bang phía tây. Đảng này giành vị trí thứ nhì trong kết quả bỏ phiếu ở cả hai tiểu bang Bavaria và Hesse. Ngược lại, cả ba đảng trong liên minh của Thủ tướng Scholz gồm Đảng Dân Chủ Xã hội, Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự do đều nhận kết quả bầu cử tồi tệ hơn 5 năm trước tại các tiểu bang chiếm khoảng 1/4 dân số Đức. Theo Reuters, Đảng Dân Chủ Tự do có nguy cơ không đạt ngưỡng 5% phiếu ủng hộ để vào cơ quan lập pháp tại Bavaria và có thể cả ở Hesse. Các nhà phân tích nhận định điều này sẽ làm tăng thêm căng thẳng khi liên minh cầm quyền đang nỗ lực tìm kiếm điểm chung. Bản thân Thủ tướng Scholz đang đối mặt với vô số cáo buộc đã không thể hiện được khả năng lãnh đạo cần thiết để áp đặt trật tự và giải quyết các cuộc khủng hoảng, từ xung đột Nga và Ukraine đến quá trình chuyển đổi xanh của nước Đức.
James Bond, nhà lập pháp cấp cao của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo theo đường lối bảo thủ, bình luận rằng hiếm khi có một chính phủ đức nào bị giáng đòn toàn diện như vậy. Chính khách này tin rằng liên minh của ông Scholz gặp thất bại bầu cử vì các cử tri cảm thấy thất vọng với tình hình khó khăn kinh tế, vấn đề nhập cư và chính sách chống biến đổi khí hậu hiện tại. Kenya đề nghị được khất nợ với Trung Quốc và bên cạnh đó muốn mượn thêm 1 tỷ Mỹ Kim. Kenya đang cần tiền để hoàn thiện những dự án hạ tầng cơ sở vẫn còn dang dở sau khi Trung Quốc đột ngột cắt tài trợ. Trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng này, Tổng thống của Kenya là William Ruto đã có kế hoạch kêu gọi Chủ tịch nước Trung Quốc là Tập Cận Bình cấp thêm cho Kenya thêm 1 tỷ Mỹ Kim. Ngoài ra, theo tờ South China Morning Post, ông Ruto cũng sẽ tìm cách tái cơ cấu khoản vay và đề nghị Trung Quốc cho thêm thời gian để trả nợ. Ông Ruto dự kiến là sẽ có mặt ở tại Bắc Kinh để tham dự diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 tới đây. Kenya hiện nay nợ khoảng chừng 8 tỷ Mỹ Kim tiền vay từ phía Trung Quốc. Phần lớn được chính quyền của người tiền nhiệm là ông Uhuru Kenyatta sử dụng để xây dựng đường sắt tiêu chuẩn giữa Mombasa và Nairobi, cũng như là các đường cao tốc. Đây là một phần ở trong dự án thuộc về sáng kiến Vành đai và Con đường xuyên lục địa, trị giá đến hàng tỷ Mỹ Kim của Bắc Kinh, và cũng là khoản đầu tư hạ tầng cơ sở lớn nhất của Kenya kể từ khi độc lập ra khỏi nước Anh vào năm 1963. Khoảng một thập niên trước, ngân hàng xuất nhập cảng thuộc về sở hữu của nhà nước Trung Quốc đã ứng trước 5 tỷ Mỹ Kim cho dự án xây dựng tuyến đường dài 590 cây số nối dài từ thành phố cảng Mombasa lớn nhất của Đông Phi đi qua thủ đô Nairobi đến Naishava, cách Nairobi khoảng chừng 80 cây số về phía tây bắc. Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng hơn nữa từ Naivasha đến Malabar, lại là nơi nằm sát biên giới giữa Kenya và Uganda, đã bị đình trệ sau khi ngân hàng xuất nhập cảng Trung Quốc từ chối cung cấp thêm vốn. Vỡ đập thủy điện ở Cameroon, 23 người thiệt mạng. Lực lượng cứu nạn của quân đội Cameroon cho biết có ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong vụ vỡ đập do mưa lớn ở thủ đô Yaoundé của nước này. Vụ vỡ đập xảy ra tại quận Bankolo ở phía tây bắc thủ đô Yaoundé vào chiều 8 tháng 10 giờ địa phương, làm tràn một lượng lớn nước từ hồ chứa xuống các khu dân cư và gây sạt lở đất. Theo hãng tin Reuters, ít nhất 30 ngôi nhà đã bị phá hủy và lực lượng cứu nạn hiện mới đưa được 5 thi thể ra khỏi đống đổ nát. Những hình ảnh được phát trên truyền hình cho thấy toàn bộ một phần ngọn đồi bị sạt lở. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Sạt lở đất thường xuyên xảy ra trong mùa mưa ở Yaoundé, nơi nhiều ngôi nhà được xây dựng trên những khu vực đồi núi xung quanh thành phố. Tháng 11 năm ngoái, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất ở quận Damas. Năm 2019, một vụ lở đất do mưa lớn cũng đã cướp đi sinh mạng của 43 người ở thành phố Bafoussam, miền Tây Cameroon, và cuốn trôi hàng chục ngôi nhà trên sườn đồi. Pháp thắng được vụ kiện, đó là về vụ xác của một chiếc tàu hơn 450 tuổi bị chìm ngoài khơi của bờ biển Hoa Kỳ. Hãng thông tấn AFP vào ngày hôm qua đưa tin, thẩm phán Hoa Kỳ Alan Winslow vừa đưa ra phán quyết rằng chính phủ Pháp có quyền sở hữu xác tàu La Trinité đã bị chìm ngoài khơi bờ biển của tiểu bang Florida cách đây hơn 450 năm. Con tàu với 3 cột buồm được chỉ huy bởi thuyền trưởng Jean Ribault đã bị bão đánh chìm trong sự việc gắn liền với việc nước Pháp từ bỏ hy vọng thuộc địa hóa bán đảo Florida vào giữa thế kỷ thứ 16. Xác con tàu nằm ở độ sâu chưa đầy 10 mét ở gần mũi Canaveral ở Florida, được phát hiện vào năm 2016 bởi Global Marine Exploration, là công ty thám hiểm tư nhân của doanh nhân người Mỹ là Robert Pritchett. Trong một số các vật thể ở tại khu vực xác tàu thì có 3 khẩu đại bác bằng đồng được trang trí biểu tượng hoa huệ truyền thống của nước Pháp. Ngoài ra có một cột đá cẩm thạch quý giá, phù hiệu của Vương quốc Pháp mà thuyền trưởng Ribault dự định là sẽ dựng lên trên đất liền để đánh dấu chủ quyền của nước Pháp cùng với những món đồ khác. Vào tháng 6 năm 2018, tòa án ở tại Mỹ ra phán quyết rằng tàu La Trinité là soái hạm của thuyền trưởng Ribault và là một tàu hải quân của Pháp. Giới chức nước Pháp thông qua luật sư Hoa Kỳ là Jim Gold đưa ra các chứng cứ cho rằng tàu vẫn được xem như là tàu quân sự vào thời điểm đó, bao gồm có tài liệu mô tả chi tiết về những khẩu đại bác và thuốc súng ở trên tàu. Trong phán quyết mới nhất, thẩm phán Winslow kết luận rằng phía Pháp đã đưa ra được bằng chứng đầy đủ và không thể tranh cãi về việc con tàu La Trinité bị chìm khi đang thực hiện nhiệm vụ quân sự. Nobel Kinh tế 2023 thuộc về nữ kinh tế gia người Mỹ, Viện Hàn Lâm Khoa học
Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Kinh tế năm nay thuộc về nhà kinh tế học người Mỹ Claudia Golding với công trình nghiên cứu về vai trò của nữ giới trong lực lượng lao động. Hội đồng Nobel đánh giá Golding là người đầu tiên cung cấp cái nhìn toàn diện về thu nhập và đóng góp của phụ nữ vào thị trường lao động. Bà được trao giải vì đã nâng cao hiểu biết cho thế giới về tác động của phụ nữ tới thị trường lao động. Bà Claudia Golding năm nay 77 tuổi và hiện là giáo sư Đại học Harvard. Bà cũng là chuyên gia về lịch sử lao động và kinh tế. Bà đã thu thập dữ liệu về Mỹ suốt 200 năm nhằm tìm ra cách thức và nguyên nhân của sự chênh lệch giới trong thu thập và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động. Nghiên cứu của bà không chỉ hé lộ các xu hướng mới, phát hiện nguyên nhân của sự thay đổi, mà còn đi thẳng vào các nguyên nhân chính gây ra bất bình đẳng giới. Hiểu được vai trò của nữ giới trong thị trường lao động là điều quan trọng với xã hội. Nhờ nghiên cứu mang tính đột phá của Claudia Golding, chúng ta đã biết nhiều hơn về các yếu tố nền tảng và những rào cản cần giải quyết trong tương lai. Jacob Svensson, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Nobel Kinh tế nhận xét, bà Claudia Golding là người phụ nữ thứ ba giành Nobel Kinh tế trong lịch sử 55 năm của giải thưởng này. Và đó là những bản tin thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Hoa Kỳ sau một số thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.